giờ mình sẽ tước nó ra nha. Mình sẽ để cho mọi người thấy nha. Khỏi thấy đi ha. Như vậy nó sẽ sáng hơn không? Đó, ok. Sáng sủa đẹp đẽ kìa. Mình sẽ cắt nó làm khúc để cho nó dễ tước nha. Chắc hai khúc ha. Này, hai khúc. Đó, cây kia cũng có chai nữa. Nước sôi thì Mình cắt cái phần này đi. Em chua. Nay mới đi chợ buổi sáng này. Nó không mua đồ ăn sáng. Rồi, mình sẽ tước nó như vậy này. Kéo nó ra như vậy này. Nó là hết vậy luôn. Cây này nó hay bị lộn với cây khoai môn với lại cây củ ráy này. Ăn rồi trúng mấy cây đó này. Ngứa xỉu. Tước hết cái này tới cây kia. Cây này có chỗ gọi là cây mùng, chỗ gọi là cây bạc hà. Hình như sắp hết trà đúng không? Hay là hết rồi? Coi cái bịch đó hả? Kiếm đắp nó hả? Ai biết đâu. Không có thì ra hú má liền. Nó má chạy đem tiền đem mua liền chứ. Đâu mua? Thiện chạy chứ hả? Chạy lên cô Lan đó. Nó nhỏ thôi. Mình được cây mỗi khi mà mình gỡ thì nó sẽ bị cong như vậy đó mọi người. Nó cong như vậy đó. Kiểu trà mà đáng gói mà kêu bán bịch trà mà bán bình thường hay mua á, kêu là trà mà cái loại mà đóng gói trà lẻ mà đóng gói bịch sẵn rồi á. Hả? Cô Lan á. Cà phê còn nhiêu? 30 ngàn đủ. 30 ngàn đủ mua trà. Mua cà phê bữa mới mua mấy gói. Không đủ thì kêu cho thiếu thôi, gì đâu. Mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ mình sẽ lấy cái nước mình đổ vô phích kia đã. Nước sôi. Ngờ rơi sâu nửa rơi áo mưa gió. Mình sẽ nấu thêm một ít nữa rồi.
bật cái để mình phải mở cửa ra chứ. Tốt rồi. Rồi. Bye bye mọi người.